Cái giấc mơ này á, nó không phải chỉ là ảo mộng bình thường, mà nó là kết quả của việc trí nhớ của em nó hồi phục lại dần dần. Hiểu chưa? Tôi nói rõ lắm rồi đó. Hiểu chưa? Sao mặt ngu dữ vậy? Mà anh thấy nó sao sao á. Mà đâu có liên quan gì tới chị Vân của em đâu. Sao không? Bà hiện về báo mộng sao không liên quan? Nó có nghĩa là gì vậy? Trong giấc mơ á, chị hai em nói trước khi bắn chết chú Công, Ngọc Lát có tiến tới nói nhỏ một cái gì đó, hình như là rất là quan trọng. Rất quan trọng hả? Nói gì nói gì? Chị hai em nói á, là vừa tới khúc đó thôi, tự nhiên có điện thoại vang lên, các em tỉnh giấc luôn. Trời ơi, mày có duyên quá Triều ơi. Em mà có duyên dễ sợ chưa? Đang kể một cái câu chuyện, một cái giấc mơ mà đang lúc cái cao trào lên, có điện thoại tỉnh giấc mơ. Không hiểu gì hết, không hiểu. Thì có sao đó vậy thiệt mà. Thôi đi ông nội, mày bịa chuyện ra phải không? Mày đang kể chuyện cười phải không? Tao không có vui rồi đó. Em nói thiệt, cái cảnh này nó hiện ra mồn một, cứ như là mới ngày hôm qua vậy đó. Em với chị hai ngồi ngay đó nói chuyện đó. Bà kể cho mày nghe gì, mà kể cho tao nghe coi. Từ từ. Chị hai nói á, là trong lúc hai bên bắn nhau loạn xạ, cái bà sợ quá, bà trốn vào một góc nào đó bí mật đúng không? Sao anh biết? Bà kể tao nghe từ lâu rồi ông nội. Ủa, bà có kể anh nghe luôn hả? Chứ sao? Kể hết không? Kể hết luôn. Kể nghe cũng sao đi, sao nữa? Nè, bà nói là lúc bắn nhau loạn xạ, xong bà trốn một góc nào đó, bà tình cờ bà nghe được Ngọc Lát điện thoại cho một cái người nào đó, báo là công việc đã hoàn thành. Đúng rồi, cái người đó là nam hay nữ? Không biết. Sao không biết? Thì bà kể tới đó bà ngưng, tao có biết gì đâu. Sao bà kể cho ai cũng tới đó vậy? Vậy thì hỏi bà chứ tao đâu có biết gì đâu. Trời ơi, cái em cần là cần khúc sau đó. Thì tao cũng cần khúc sau mà bà có nói gì đâu. Thiệt chứ. Cái bà này. Rồi vậy anh có báo công an chuyện này chưa? Chưa. Trời ơi, mới nhớ ra sao báo được. Với lại anh thấy chuyện này á, không biết có chính xác hay không. Bởi vì nó bậy nó bạ, dễ mang họa vô thân lắm mày ơi. Anh sợ tụi nó trả thù anh hả? Thì đó, với lại cái thông tin này cũng mơ hồ quá, không biết á, có giúp ích được gì cho công việc điều tra hay không. Lỡ mất công rồi mang họa vô thân thì sao? Anh nè, trời, gì vậy? Anh đúng là đồ hèn. Quê, mày ngon quá hả? Mày anh hùng quá hả? Mày hay quá hả? Bà thấy chưa? Bà thấy thằng em của bà anh hùng ghê chưa? Lỡ xảy ra chuyện á thì sao? Lúc đó nó nằm bệnh viện một đống kìa. Còn tôi nè, cái đám đàn em của Ngọc Lát á, nó xin tôi tiếp quyết. Rồi ai lau cho con hơn? Bà ngon quá hả? Bà ngon, bà hiện hình về, bà dạy lại thằng em của bà đi. Hiện hình về nó bằng cái chuyện tào lao không à? Kể chuyện đó rồi không à? Anh Dân, hắn có thể cập cự được bao lâu nữa? Bác sĩ nói cùng lắm là chỉ được vài ngày. Hắn đã cắn răng chịu đựng căn bệnh của mình bao lâu đây sao? Đúng, anh nghi ngờ là hắn đã thí mạng cùi khi xuống tay thảm sát ở nhà ông Công. Thời gian của Ngọc Lát không còn nhiều đâu. Anh hy vọng em sẽ khơi dậy được những nhân tính còn sót lại trong lương tâm của hắn trước khi quá muộn. Anh nghĩ một kẻ như hắn liệu biết ăn năn hối cải sao? Cứ thử đi đã. Anh Ngọc, anh có biết đây là ai không? Tôi là người mà ông còn một món nợ chưa trả. Bởi vậy ông không thể nào đi đâu được. Ông hiểu chưa? Đây là Triều, em của Ngọc Dân. Thì sao? Ông không còn sống được bao lâu nữa. Hãy khai ra sự thật để những người vô tội không bị chết qua cũ. Chị tôi từng kể, khi chị ấy đứng ở phía sau, đã thấy ông gọi điện thoại cho ai đó báo cáo là đã hoàn thành nhiệm vụ giết ông Công. Có đúng như vậy không? Tào lao, anh đừng ngoan cố nữa. Người đó là ai? Thì bà Mai chứ ai. Tào lao,
Trong tất cả các cuộc gọi cho bà Mai ngày hôm đó, không có số của anh. Cho dù là anh có dùng sim rác đi nữa. Tin hay không thì tùy mấy người. Chỉ khi kẻ chủ mưu thực sự đền tội, khi đó chị tôi mới có thể ra đi thanh thản. Và kể cả ông cũng vậy. Ông đừng bao giờ nghĩ có thể mang theo những tội ác này rồi nhắm mắt xuôi tay. Hãy dừng lại trước khi không còn cơ hội quay đầu nữa. Vì tao vốn là thú mà. Vậy đời xong chưa? Xong rồi chứ gì. Biến đi. Mày biết gì không Ngọc Lan? Tao đã từng tự tay muốn xử mày cũng như đám chó săn của mày. Triều ơi, em bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ tao thấy điều đó không cần thiết nữa. Bởi vì tao làm như vậy thì tao với mày cũng là súc vật giống như nhau. Tao không quyền rủa mày, mà chính mày đã tự làm điều đó. Ông cố tình đem nó vô đây để giày xéo tôi đến cuối cuộc đời đúng không? Không, tôi đem Triều vô đây là để cứu anh. Nhưng có vẻ tôi đã thất bại. Chi tiết này tại sao em biết? Anh Tiến mới kể cho em nghe sáng nay. Lý do mà anh không dám báo với công an là sợ bị trả thù giống như chị hai. Để anh về điều tra lại lịch sử cuộc gọi bên tổng đài một lần nữa. Cái khó bây giờ là không biết Ngọc Lát đã xài số nào để gọi cho người kia, khi hắn xài tới 2-3 sim lận. Anh nói đúng. Có lẽ em đã sai lầm khi quy kết cho bà Mai là kẻ chủ mưu. Thì anh đã nói vụ án này không đơn giản như em nghĩ đâu mà. Trí nhớ của em đang dần dần có dấu hiệu bình phục lại được. Em nói rõ hơn đi. Khi em bắt đầu dấn thân, đặt toàn bộ tâm trí của mình vào vụ án này, thì những lát ký ức cũng sẽ xuất hiện với điều kiện hay hoàn cảnh mà em nghĩ tới và đụng vào. Nó có tương quan tới quá khứ. Càng đi sâu vào vụ án thì các mảnh ký ức rời rạc càng định hình rõ hơn. Em tin là không còn bao lâu nữa em có thể ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Rất tốt. Anh chỉ đợi cái điều đó. Anh Hoàng hả? Anh đang ở đâu vậy? Hy vọng hôm nay tôi sẽ gặp được nó để mò ra bí mật. Có khi nào nó nghi ngờ ông vợ chứng không? Tôi chưa để lộ sơ hở gì hết. Cậu cứ yên tâm đi. Được rồi. Nắm tin này càng sớm càng tốt. Bảo mật tối đa nghe chứ. Dạ, tôi biết rồi. Chào cậu. Vi, chú à, chú đã gọi điện cho Triều chưa? Sáng nay tôi đã gọi cho nó mấy lần nhưng mà tắt máy. Vậy anh Việt có biết không? Tôi cũng vừa báo cáo với nó xong. Vậy chú thấy thái độ của anh thế nào? Nôn nóng và sốt ruột. Giống như là có tật giật mình đúng không? Cũng có thể nói là vậy. Do đó, đối với con lúc này, thông tin của Triều còn đáng giá hơn một gia tài nữa đó. Tôi nghĩ nó sẽ là bước ngoặt để thay đổi kết quả. Tưởng như ván cờ được an bài. Đúng. Thắng một trận chiến chưa chắc là thắng cả một cuộc chiến. Bây giờ tên Việt có thể hả hê, nhưng sẽ có lúc hắn phải khóc hận.
Tại sao em lại hỏi tôi về chuyện đó? Em muốn điều tra động cơ thực sự của Ngọc Lát. Không lý do gì hắn lại làm một chuyện vô nghĩa như vậy. Vô nghĩa? Ngọc Lát biết chắc là mình sẽ chết vì bệnh ung thư, cho nên có chuyện ác gì mà hắn không dám làm? Đó là điểm bất thường. Ông Công không thù hằn gì với hắn mà hắn giết cả nhà của người ta. Đương nhiên, ăn cướp không phải là động cơ lớn nhất để biến hắn thành một tên ác thú như vậy. Sau đó hắn đã đổ thừa cho bà Mai. Chính bản thân em cũng đang nghi ngờ lời khai đó. Anh Tiến cũng có nói, chị hai em nói là sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ có gọi điện thoại cho một ai đó. Em nghi kẻ đó chính là kẻ chủ mưu thật sự. Phải, Ngọc Lát biết trước sau gì mình cũng chết, cho nên hắn thí mạng cùi làm một cú thật lớn. Số tiền mà hắn nhận được chắc chắn phải thật đáng để hắn hy sinh mạng sống của hắn. Vì vậy em muốn tôi giới thiệu trung gian để em làm quen với con trai của hắn và khai thác thông tin. Đó là cách đơn giản nhất để em có thể chứng minh giả thuyết của mình là đúng. Khi đó chúng ta sẽ biết động cơ thật sự của Ngọc Lát là gì và kẻ giật dây đằng sau lại. Út, khỏe không? Ủa đại ca, lâu quá không gặp. Có chuyện này anh nhờ mà giúp được không? Sao? Tính lấy tin để viết bài đua xe nữa hả? Không phải anh, cậu này cùng cơ quan với anh. Chào anh Út. Chào anh. Anh biết Tí Nhóc không? Tí Nhóc hả? Biết. Thằng đó trẻ mà liều lắm nha. Mấy tay cấn cựa mà còn phải ngán nó đó. Mà có chuyện gì vậy? Anh có rõ về thân nhân nhà nó không? Khách tới đây quá trời, đâu có thời gian đâu mà để nhớ. Thằng Tí á, nó tới đây độ xe 2-3 lần. Tôi nhớ nó, bởi vì nó láo lắm đó. Nếu vậy anh có thể giới thiệu cho em làm quen với nó không? Em sẽ cải trang thành người làm độ đang tìm này. Cũng khó lắm, tôi cũng không có quen thân nên tôi chỉ không có được. Tài độ xe của chú em nắm trùm ở đây, quái xế nào mà chả nể. Tại em có chuyện quan trọng nên mới nhờ anh, ráng giúp em nha. Mà sao nhắm vô thằng Tí Nhóc vậy? Cái này em xin lỗi, không thể nào tiết lộ được, anh thông cảm cho em nha. Út, giúp thằng em này cái đi. Thôi được rồi, tôi chỉ giúp một lần thôi nha. Ăn thua là do chú đó. Dạ, cảm ơn anh. Chờ tôi một xíu đi, tôi rửa tay tôi đi. Dạ, cảm ơn nha. Thằng này tính nó cũng ngang lắm. May mà nói chuyện hiền quá là nó biết đó. Anh yên tâm đi, em có bại của em mà. Nghe nói ông già đang ở tù vì vụ gì tao không biết nữa, nhưng mà ông già đã bỏ mẹ con nó lâu rồi. Em hiểu rồi. Nó tới kìa. Ê, ê. Dạ anh. Làm đi khác đi. Dạ. Mày làm gì vậy mày? Khác quá chứ sao giờ. Cái ly cà phê của khách, mày uống ly tao nè. Thôi, ly của ông nước miếng không. Ê mày, cái xe này bô nổ chát quá. Bữa nào ra tao chỉnh cho. Chi? Để vậy cho nó nổi. Mày muốn công an vịnh mày sớm hả? Muốn đua với ảnh lắm, mà tiếc cái là không có thằng nào dám đua với tôi hết trơn. Đầu tháng tới giờ có nhiều vụ lớn nên tao không thấy mặt mày. Cũng ham lắm, nhưng mà lỡ té viên cái chắc bỏ xe chạy luôn. Bây giờ vụ đó mày đừng lo, có anh Đại ở đây bảo kê cho mày rồi. Chào em. Anh cũng đang cần này tốt nè. Tiền bạc không thành vấn đề. Ủa, chứ giờ nhóm nào sao thấy lạ quá vậy? Ê, anh Đại ở đây á là quái xế, làm lâu rồi chưa bung lụa, bây giờ mới bắt đầu đó. À, bây giờ mới thấy cảm giác mạnh, mới đem lại hưng phấn thôi phải không? Thật ra anh chỉ muốn làm bầu thôi. Nghe anh Út nói em cũng là tay lấy lụa nên anh muốn hợp tác làm ăn. Tiền thắng độ anh sẽ chia sòng phẳng. Vậy là muốn kiếm nài phải không? Tao giới thiệu mày, mày khỏi lo. Vậy bây giờ để tôi gài nhá hàng vài cái để lấy số với sếp nha. Thôi khỏi, biết nhau vậy là được rồi. Bây giờ tụi tao phải dọn. À, tối nay có cái kèo thơm, sao muốn thử cho biết mùi không? Sao? Thử thì thử, ngán gì. Đưa điện thoại đây, anh giá máy qua cho. Nhá đi, tôi lưu. Ok, tối gặp. Ok.
Tính tiền em ơi. Ê, tính gì? Để tôi tính cho. Tiền của tao mà. Thì tôi lấy tiền ông, tôi tính giùm ông. Nè, sao mày lấy nhiều dữ vậy? Có 1,2 triệu chứ nhiêu. 1,2 triệu chầu cà phê này đủ rồi. Mấy ly cà phê mày lấy tao 1,2 triệu. Trời ơi, anh Dân đổ xe vào thấy bà luôn. Xe tôi hở bạc chút xíu, anh lấy mấy triệu bạc? 1,2 triệu có nhiêu đâu. Thôi đi, anh đi trước nha. Đàn quả gặp phải hàng tư. Hay nước đệ của em ngọt không anh Út? Cũng tạm thôi. Nhưng khi gia nhập vô đám quái xế, bực chừng bị dính câu đó nha. Ý anh là sao? Không có thằng nào đàng hoàng mà đi đua xe đâu. Tất cả chỉ là một lũ nhóc hiếu thắng. Nhất là khi tụi nó hăng lên, chạy bán sống bán chết, coi thường tính mạng, coi chừng bị lôi thôi với cảnh sát. Biết vậy sao anh còn lập chế độ cho tụi nó? Vì tiền thôi, chứ trước sau thì tôi cũng bỏ à. Mình gián tiếp giúp tụi nó giết quan người đi đường sẽ bị quả báo đó. Quẹo về đi. Trời ơi thằng quý, chú Hùng đợi em cả tiếng đồng hồ rồi kìa. Sao điện thoại không bắt máy? Hả? Thôi vô đi. Nè, cái gì? Lát nữa anh gài đồ đi ăn nhà hàng nha. Ờ, vậy nha. Vậy được á. Dạ, chào chú. Nói về rồi chú. Chú có chuyện gấp nên tối nay phải bay về Mỹ liền. Chú muốn gặp con hỏi rõ vụ con cần chú giúp mà sáng giờ gọi cho con, gọi hoài gọi không được. Điện thoại con hết pin. Dạ đúng rồi, điện thoại nó hết pin. Không ấy chú cháu mình tìm cái nhà hàng nào ngon ngon á, rồi về ăn gì nói dễ hơn á. 4 giờ chiều nay con hẹn chú ở chỗ cũ, mình nói chuyện cho nó dễ hơn. Bây giờ nói liền không được sao con? Chuyện này con chỉ muốn gặp riêng chú để nói chuyện thôi. Ủa sao vậy? Thôi đi ăn đi, đi ăn đi. Sao hẹn không có tui? Thôi được rồi. Dạ. Vậy hẹn con 4 giờ chiều nay ở chỗ cũ. Dạ. Thôi vậy xin phép chú về trước. Dạ, chào chú. Dạ. Dạ, chú. Không ấy con với chú đi ăn trước đi. Rồi chiều hẹn với nó sau ha. Bây giờ chú có việc rồi, hẹn bữa khác nha. Dạ chú. Vậy chiều gặp nhau hả chú ha? Chú về ha. Dạ. Cái nhà hàng cũ đó ăn ngon á, được á. Nhà hàng đó tên là chỗ cũ chứ không phải là cái nhà hàng cũ. Cái gì? Tên chỗ cũ hả? À, tao biết rồi. Địa chỉ đó số mấy vậy? Ở đó có cua không? Có tôm lùm đúng không? Trời ơi, đã quá mày ơi. Ra ngoài tao kêu nguyên dĩa lương luôn á. Anh hỏi anh chị. Biết đi tới ăn chứ gì? Chiều nay em đi với chú không à? Anh đâu có đi. Ê, mày vừa phải thôi nghe. Mày kêu tao á là phải gài ổng đi ăn nhà hàng chỗ đã rồi, bây giờ mày chơi mày đi ăn một mình phải không? Thôi, tao biết rồi. Tối nay ông bay về Mỹ, bây giờ mày muốn gặp ổng, rồi, mượn tiền là cái chắc luôn. Tào lao. Tào lao mấy gì? Cái chuyện lặt vặt thôi, không phải đâu. Anh đừng có bận tâm làm gì cho nó mệt không đâu. Không bận tâm sao được, kêu tao gà đã rồi không cho tao đi ăn là sao? Ê, sao mày nói điện thoại mày hết pin mà? Tưởng vậy mà không phải vậy. Làm sao? Thì con nghĩ là tưởng nó hết pin, nhưng mà bây giờ nó không có hết pin. Thôi, bây giờ em vô ngủ chút nha. Khoảng nửa tiếng nữa kêu em dậy nha. Rồi giờ tao đói bụng sao? Nói mày gói ăn đỡ đi. Ê, thôi mày. Nè, chơi kỳ vậy mày? Tới chỗ cũ là chỗ nào? Bà mẹ nó, bây giờ nó chơi nó ăn một mình luôn. Nó kêu mình gà cho đã rồi nó đi ăn một mình. Đảm bảo thằng này có ý đồ gì với ổng nè. Cô ơi, cô cho con hỏi một chút. Cậu hỏi gì? Cô cho con hỏi là cô có biết chú này không? Ủa, chồng của tôi mà. May quá. Dạ tại vì lần trước á, cô có nhậu chung với chú, mà lúc đó chú say quá nên con mới đưa chú về.
mà cũng hơi lâu rồi con không có nhớ cái khu này, chứ con cũng mất số điện thoại của chú. Hồi nãy giờ con tìm quá trời đâu có biết đâu, cũng may là con tìm tới đây, nhà đây thì gặp ngay cô. Mà cậu là ai vậy? Dạ, con là trưởng phòng một công ty bảo hiểm. Tại vì lúc trước chú có dặn con là qua gặp chú để mà tư vấn cho chú mua bảo hiểm cho nhân viên á mà. Chú có nhà không cô? Ông ấy đang ở trên công ty á, để tôi gọi điện thoại nha. Không cần đâu, đừng làm phiền chú. Bây giờ cô cho con biết tên của công ty, rồi con tới đó làm việc thẳng với giám đốc luôn. Đó là công ty Vinh Phúc, chuyên sản xuất bánh kẹo đó, cậu không biết sao? À, Vinh Phúc, con nhớ rồi. Nhưng mà chú làm chức vụ gì ở đó vậy cô? Ông làm trợ lý tổng giám đốc. Mà công ty này, tổng giám đốc cũng là chủ tịch tập đoàn. À, có phải là anh Việt gì đó không? Ừ, đúng rồi đó. Cậu ấy tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tài cao. À thôi, con xin phép cô, bây giờ cô đi tới đó nha. Cảm ơn cô nhiều, con chào cô. Đúng là các cậu trẻ bây giờ ai cũng giỏi giang. Nó hẹn chiều nay sẽ khui bài cho tôi biết. Chú, nếu được á, chú nhớ đem theo máy ghi âm nha. Con không muốn bỏ bất kỳ một chi tiết nào mà Triều kể lại hết đó. Ừ, được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn chú. Hai người đang nói chuyện gì có vẻ thân mật quá vậy? Dạ, tôi đang báo cáo tiến độ xây dựng bên xưởng mới cho cô Vi biết thôi mà. Chuyện nhỏ như con thỏ, có gì phải ra đây rù rì vậy? Anh đang quan tưởng ngày càng nặng đó, anh chủ tịch. Sáng đây anh cũng thông báo luôn, anh đã thay đổi kế hoạch rồi. Anh dùng tất cả phân xưởng mới để sản xuất trà xanh, chứ không phải là bánh kẹo như trước nữa. Cái gì? Anh đã thông qua hội đồng quản trị chưa? Em còn câu hỏi nào ngớ ngẩn hơn nữa không Vi? Dạ, xin phép tôi trở về phòng làm việc ạ. Dạ. Một con chó trung thành khi nhìn thấy chủ mình trở về, nó quẩy đuôi có phải vậy không? Anh nói xiên xỏ, nó móc gì ở đây nữa? Tôi với anh á, nắm bài tẩy của nhau hết rồi. Anh nghĩ một con chó trung thành đôi khi có thể phản phúc, quay lại cắn chủ của mình, có đúng không? Vậy thì phải coi á, cái thằng chủ đó nó khốn nạn đến cỡ nào, để cả con chó nó cũng phải công đuôi bỏ chạy nữa.